Thưa quý vị, những năm gần đây, công tác giám sát, phản biện xã hội của mặt trận các cấp trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm, có tác động thực tế đến sự phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố Đà Nẵng. Đây được xem là phương thức hiệu quả để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền các cấp thành phố trong sạch vững mạnh. Với phương châm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả, hoạt động giám sát phản biện của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tập trung vào các lĩnh vực nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, những vấn đề dư luận quan tâm. Từ những buổi tiếp xúc cử tri đến các hội nghị phản biện, góp ý xây dựng các chính sách, được mặt trận các cấp triển khai rốt ráo, nhận được sự quan tâm của người dân. Tôi thấy cái vai trò của mặt trận nó lớn lắm. Một cái tổ chức mà để mà gắn kết đại đoàn kết toàn dân tộc, mấy đoàn kết rồi mới có đầy đủ sức mạnh vượt qua mọi cái trở lực, vượt mọi cái khó khăn của đất nước trong quá khứ, trong hiện tại và cả trong tương lai. Bám sát cơ sở, các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng ở 56 xã phường luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời phản ánh lên chính quyền cấp trên. Khi thành phố Đà Nẵng thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, vai trò giám sát của đội ngũ mặt trận các cấp lại càng được phát huy, trở thành nhịp cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân. Khi mà tổ chức chính quyền đô thị, vai trò giám sát của mặt trận nó quan tâm sâu sát và nặng nề hơn nữa. Như vậy, cái vai trò của thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng sẽ đẩy mạnh cao hơn nữa. Đây là cái sự giám sát của người dân, cho nên cần phải quan tâm và có chế độ cơ chế rõ ràng để cho mặt trận sắp tiếp vào cục giám sát và phản biện xã hội, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng đã nhấn mạnh đến chức năng giám sát và phản biện xã hội của mặt trận, đồng thời khẳng định đây là kênh thông tin quan trọng để thành phố nắm bắt tình hình dư luận. Trong thời gian vừa qua, nhất là trong năm 2019-20, thì mặt trận các cấp, nhất là mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã có rất nhiều cuộc giám sát có chất lượng và qua đó có những cái văn bản kiến nghị với Ban Thường vụ Thành ủy, với Ban cán sự Đảng, Ủy ban để giải quyết những vấn đề bức xúc, những tồn tại hạn chế trong cái quá trình phát triển của chúng ta. Có những cái tập nội dung về giám sát cùng với cái vai trò của Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân, thì Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá rất cao các cái nội dung này. Và tôi cũng đánh giá cao cái trách nhiệm trong cái việc triển khai khắc phục, thực hiện các cái nội dung kiến nghị giám sát của mặt trận, của Ban cán sự Đảng, của các sở ngành trong cái quá trình triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ. Và tôi đề nghị đây là một trong những cái giải pháp hết sức quan trọng trong cái thời gian tới, thì mặt trận các cấp tiếp tục phát huy các cái kết quả và nâng cao cái chất lượng của công tác giám sát và phản biện xã hội. Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở là vấn đề đặt ra hiện nay trong công tác giám sát và phản biện xã hội của mặt trận các cấp. Để làm tốt chức năng này, không chỉ yêu cầu về nghiệp vụ mà còn đòi hỏi sự am hiểu các kiến thức xã hội để tạo sự thuyết phục với người dân. Thì mặt trận thành phố cũng đã có những cái bước tháo gỡ, tập huấn, bồi dưỡng và từng bước là trao đổi kinh nghiệm với nhau để triển khai thực hiện công tác phản biện xã hội ở cấp phường xã. Đối với công tác phản biện của mặt trận thành phố thì cũng gặp những khó khăn, nhưng mà mặt trận thành phố thì có các cái hội đồng tư vấn, và thông qua các hội đồng tư vấn này thì mặt trận Tổ quốc thành phố và mời các cái chuyên gia, các nhà khoa học có kinh nghiệm những cái lĩnh vực mà mặt trận tham gia phản biện, thì để các nhà khoa học này có tiếng nói và có những cái ý kiến xác thực với tình hình. Với vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quyết định 27, 28 của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện, góp ý xây dựng đảng, chính quyền. Đội ngũ cán bộ cơ sở tiếp tục kiên trì theo đuổi đến cùng để lắng nghe kiến nghị của cử tri, qua đó phản ánh với cấp ủy, chính quyền các vấn đề dư luận quan tâm, góp phần xây dựng Đà Nẵng vững mạnh.